Hey, hello hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Và mình là Hà Chăn Rau đây. Ok, ở video này mình sẽ lập tem kết hợp với em Nekoma nhá. Đó, cái em Nekoma này thì mình rút im người và triệu em nó và tem nó rồi. Bây giờ mình có thời gian làm clip ghép em nó đi với team xem như thế nào. Ôi trời, nói chung là nhiều bạn bảo phế, mình chả biết phế ở đâu. Có một cái skill uy lực gọi là tỷ lệ HP của bản thân kẻ địch càng cao, uy lực skill càng lớn. Một cái là kẻ địch máu càng thấp, uy lực skill lại tăng lên tận 250%. Bộ skill quá là phối hợp với nhau luôn. Và sốc đam ổn, chả hiểu mấy bố bảo yếu ở đâu. Cái chiêu cuối lại còn miễn giảm sát thương và tạo thêm một cái hồn hậu vệ nữa cơ. Mẹ, em này còn trước cả lên Ultrason, Ultra Lua La mà nó đã ghê như thế này rồi nha. Rồi, ok. Mình sẽ ghép team với em nó, thì em nó hệ siêu chắc chắn rồi. Đi về team siêu thôi. Ôi dồi ôi, nhìn kìa, nói về team siêu thì các bạn nhìn con đội hình của mình này, ghép ối team luôn. Ngoài việc đi với Tabulele thì ghép với một thành kiếm sĩ, đi với vịt bầu cũng được này. Đi Celebi này, ôi có Celebi này. À, tự dưng mình có một cái tem lầy này. Ôi từ từ, mình có cái team này đánh liên server khó bị thua lắm. Cái team lầy mình sẽ cho vào team này đi. Đây đây, tôi cho anh em xem lại cái team này. Đây con cho con thành kiếm sĩ lên kia nhỉ. Rồi một con này, hai con, còn một con thành kiếm sĩ nữa nhỉ, cho nó lên kia xong rồi mình sẽ phối giống cho anh em coi. Đây đây đây, cái team lầy này cho thủ trang này thì úi giời ơi, úi giời ơi. Mắc lầy luôn rồi. Ok, nói qua như vậy đã vừa đang tự dưng ngó thấy đội hình thành cái team dị đấy. Ok, thì em Nekoma là hệ siêu chắc chắn rồi. Ghép với team siêu thì chỉ có thể đi với Tabulele thôi. Mình đang phân vân là nên thêm con gì vào con số 3. Một team mà gồm 3 đứa mà. Nếu mà chơi đam thì mình có thể mình cho đeo suit vào để tăng thêm khả năng đam. Còn nếu mà chơi phòng ngự thì quá trời con các bạn có thể ghép luôn. Đeo U-Sit cũng được này, vịt bầu được này, Celebi cũng được, nhưng mà Celebi hiện nay đã ít người chơi nên tôi chút là tốt nhất là theo số đông thôi anh em ạ, chơi theo meta. Vậy là còn vị trí là lựa chọn một là vịt bầu hay là Usit thôi. Nè, rồi ơi, vịt bầu hay là Usit đây. Ôi căng ghê nhỉ. Thôi cuối cùng mình sẽ chọn ghép với Son Galeo đi. Hack đã anh em chút thôi, nói chung là test Alonso các team các kiểu đấy. Ok, đây cũng là một team siêu này, đây là team hai đam nhá, hai đam một boost. Nói chung là Tabulele này thì mình sẽ không cần boost được chiến nó quá cao, chỉ cần nó boost cái tăng 100% skill là ổn rồi. Nên trước mắt thì mình sẽ mặc đồ em vàng đen cho nó và đẩy tốc của nó lên. Em này từ trước mình cho vào thêm danh chính rồi. Đây full hết skill này. Mình sẽ dùng cái móng tấn công 1 sao đấy, đẩy tốc lên thôi. Phụ kiện là mặc bộ sấm sét. Đây, phụ kiện là mặc bộ sấm sét anh em nhá. Úi sở ơi đời, tóc cũng không kém cạnh hai con kia đâu. Em Son Galeo thì đeo tiếp tục. Ôi cái này thì Nekoma xài rồi. Em này hệ siêu thép. Úi sở ơi, có một cái lớp kim loại bạc. Xem có cái lớp kim loại không. Thôi dùng tạm lớp kim loại cũng chín vậy. Chiến nhá. Đây là team theo thiên hướng bút, đó chính là hai công một hỗ trợ đó. Còn các bạn có thể thay đổi nhiều và mình sẽ test những cái team riêng biệt ở các video sau để đánh giá xem là team nào mạnh hơn team nào phù hợp, team nào ngon để ghép với em Nekoma này hợp lý hơn nhá. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau vào trận chiến nào. Rồi, khởi động nhẹ nhàng thì cứ đánh với các bạn Phạm đây này, mình cứ đập bạn Phong này. Bạn này có cái tem hy sinh này, mẹ tìm tem hy sinh. Tem hy sinh bạn này có nhìn 7 triệu chiến thôi, nhưng mà để mà hai con hy sinh nó chết nó bút cho ác khỉ thôi rồi luôn. Mình tắt nhầm tí nó chết. Thì cả ba con này mình đều là có video review rồi nhá. Đặc biệt là em Nekoma mình đã có một video 42 phút để test và cũng như truyền test, làm video test skill truyền cũng như là nâng cấp đồ cho em nó, thì các bạn có thể tìm tham khảo. Nên mình sẽ không nói lại về phần đồ cũng như tính cách của em nó nhá. Đây em mà có skill này, nói thật là máu các kẻ đi càng cao thì gần như là một skill ăn hit luôn ấy. Đây bây giờ bắt đầu đến Tabulele nó búp này, các bạn ơi, tăng một sau 3 hiệp hành động thì tất cả Beta có 20% tỷ lệ hành động tiếp nhá, tăng 100% skill, 50% phòng ngự cho toàn thể Beta hệ siêu Beta. Đây các bạn có thể xây dựng đội hình tem siêu như thế này tương đối ổn nhá.
À, mình sẽ giết luôn cả con này đi. Giết con thạch kiếm sĩ này để cho ác khỉ tem bạn thành mạnh nhất có thể. Đó, vì hai con thạch kiếm sĩ thì sẽ hy sinh để build cho ác khỉ, nhưng mà sợ nó cân tim không nhỉ? Mẹ mình sợ nó cân quá, thì không sao. Con Ecoma mà. Đây. Nói chung ôi giời ơi, sao nó hút kia giảm sát thương ghê quá. Mẹ ăn skill yêu này. Con Tabu le le có skill yêu để thổi xuống phết. Rồi. Nó khi nó hút kia là nó giảm thương mà. Rồi bây giờ ui nhìn gặp nhìn này. Đó, con này gặp hệ tem thành kiếm khá là khổ các bạn nhỉ. Cả bộ kỹ năng đi xuống luôn, có một skill hệ siêu gây sát thương đi lên. Quá khổ. Rồi, đây các bạn nhìn này. Rồi con thua luôn. Ui giời ơi, giận thì phát xong chết. Rồi bây giờ đến tiếp tục là ui kìa. Nhưng mà Necoma thì nó lại khắc ác khỉ tương đối ổn này các bạn nhìn này. Bộ kỹ năng tận 3 skill khắc luôn. Ôi, ra dã chứ cuối thôi. Mắt đẹp luôn, sổ ơi, vạn kiếm xuyên tâm. Đấy, dùng chiêu cuối xong cái là nhận được giảm thương mà. Quá phê luôn. Vẫn đang nhận hiệu ứng boost 100% skill của ấy này, của em Tabulele và 50% phòng ngự này anh em. À, ác khỉ nó dã à? Đau đấy. Cũng ra gì đấy. Bộ kỹ năng của Necoma phối hợp với nhau ăn ý cực. Có một mà sao Necoma đánh con này mất ít mạng. À ui, bây giờ mình để ý các bạn nhìn kìa. Mẹ con này dùng Pro 2 là chính là chịu sát thương xong tăng 4% death và AGM được cộng dồn. Cái Pro 1 là tăng 30% death và AGM không bị bạo kích. Thảo nào đánh thân yếu thế nhỉ, gần 400 death, nghìn death mà. Thảo nào hóa ra đây rồi. Giờ mình tìm hiểu được nguyên nhân. Mày quá, mình đang nhận giảm thương em ạ. Không sấp mặt. Xử ác khỉ thôi. Con ba đi ông châu, nhưng mà ác khỉ nó đâu có trậu. Cho quả vạn kiếm xuyên tâm vào mồm cái là hẹo người liền. Rồi, búp tăng thêm 100% win skill vào thì nó khác bọt liền anh em ạ. Ui dồi ôi, cái skill yêu của Tabule kìa, nhìn nó thổi kìa. Phê. Úi dồi, cái ma của mình sắp hẹo, may quá. Không sao. Cứ giã skill này thôi. Đây, cái skill này thì máu nó cao, máu nó hiện nay vẫn đang cao. Khi máu của nó dưới 50% thì mình sẽ xài cái skill tăng 250% uy lực. Uầy mẹ nó đấm nó đã kìa. Uầy clear team rồi đây. Khi máu dưới này đấy tăng 20% sát thương nhá, 250% ấy, tăng 250% sát thương. Quá khắc. Rồi này, đấm một phát ra khỉ đi luôn này. Không, ui dồi ôi, xong rồi. Ui, nó có hai tên kìa. Ui dồi ôi. Này thì khinh địch này, cái tội khinh địch. Mình phải dùng chiêu cuối gấp để giảm sát thương thôi. Không, tem địch nó hút cho chết. Con coi đi ông này giờ chắc không chết được nữa rồi. Nó trâu bò quá rồi. Ui dồi ôi, gần chết kìa. Nghe. Ui dồi ôi, thua. Khổ thân anh em ạ. Thua kìa. Nghe biết thế chứ con khỉ đầu. Bây giờ báo thù nhá. Bây giờ tôi sẽ báo thù và trận này sẽ nhanh hơn này. Nghe. Vừa nãy lại đi đập cả con kia để nó trâu bò quá. Con Solgaleo gần như là không làm ăn được trò chống gì. Bởi vì bộ kỹ năng của Solgaleo nó bị khác quá. Đây chỉ số của nó cũng đâu thấp đâu các bạn. 200 bao nhiêu nghìn đam. Đấy nó ngang ngửa con Necoma luôn. Không thấp đâu. Nhìn các bạn tưởng Solgaleo chỉ thấp như các bạn nhìn qua này. Chỉ số của nó không đến nỗi thấp đâu. 19.000 speed. Ok. Rồi ok. Còn em bút giảm thương à. Ok cứ giảm thương đi. Ui, dã kìa. Châu bò lắm. Giờ phải cứ xử ác khỉ thôi. Đấy nhìn dã kìa. Thốn thế không biết. Hút tấn công. Bắt buộc phải tấn công con này. Mặt càng tấn công nó càng trâu chứ. Rồi xong em xuống Galeo luôn. Không kịp ngáp luôn anh em ạ. Nói chung là tem hy sinh vẫn là một thế lực. Rồi trước mắt bây giờ mình sẽ xử con ác khỉ trước cho nó hẹo luôn. Xỉ khói nó. Không phải đấm nộ tao à. Gắt đâu, gắt nha, gắt à nha. Nó đấm nộ mình cũng đấm cho nó phát một phát trắng cây hô kìa. Phát thứ hai các bạn thấy không?
Khi Nekoma được Tabulele bút tăng 100% skill, các bạn lượng nhìn lượng sát thương nó gây ra bá đạo, quá phê luôn. À, solo 1-1 tao chịu rồi, con thua rồi. Thôi, trận này chắc là mình dừng đấy thôi, không giết được con Cobalion đâu. Không, Cobalion kia thì lấy build là để phòng ngự. Mẹ, bờ 1, bờ 2 đều tăng phòng ngự cả, nào châu bò thế. Rồi, giờ chúng ta sẽ đến với đội hình 8 triệu chiến nhá. Riêng cái đội hình này thì mình nghĩ là em Nekoma và em Siêu chắc cũng nện mỗi con một phát đấy. Ây, em Nekoma và em Sungareo. Ui, gặp tem này nữa cơ, khổ thân tem bạn. Đây, tem này thì bắt đầu... Đó, Sungareo có vị trí đứng rồi. Bắt đầu giã rồi. Gặp mấy con hệ Siêu ấy thì Nekoma nó cứ dùng skill áp thôi các bạn. Skill áp của Nekoma quẩy hơi phê luôn. Đây, xóa tất cả bút có lợi của đối phương này. Tiếp tục nha, mình sẽ dùng, nhưng mà mình sẽ thử dùng skill hệ Siêu này phát. Tăng 200 máu nó thấp kia. Ui, clip hơn 700k máu kìa. Và em Nekoma có một skill xóa các bút tốt cho địch, để mình xem tem mình có con nào có bút tốt. À đây, con Tabuco đang có bút tốt nhá. Nó đang hình như cái gia tốc thì phải đấy, nó đang chạy cái gia tốc. Bây giờ mình sẽ dùng con Nekoma mình xóa phát. Rồi, gia tốc này hai cái này. Đây cái skill của hệ áp của Nekoma này. Ui, xóa không nhỉ? Méo xóa, nó méo xóa anh em ạ. Xóa tất cả bút có lợi. Bút có lợi là hiệu ứng hoàn cảnh là thứ nhất này. Tiếp theo đó chính là cái gia tốc long nữ. Đấy là bút có lợi mà. Thấy có gì sai nhỉ? Tôi cứ nhìn vào đấm này em ơi. Một đấm. Ở đây bắt đầu xuống leo cho nó nộ phát em gọi, nhưng mà nộ ai giờ. Ui, nộ con Asus thì một tên đi xuống. Thôi nộ con này đi. Úi giời ơi. Ui, hẹo luôn kìa. Đây các bạn nhìn em máu cái đi cao này. Ui né, trời ơi, sao cứ lúc mình nói bảo là các bạn nhìn nè là easy. Game lại ấy dễ easy ngay. Ui, tự dưng còn những pha nó yếu nhỉ. Con Nekoma mà sao thần thoại mà một vị thần đấm mồm. Ui sao né kìa, nó né kìa. Úi trời ơi. Máu nó cao thì cứ dùng cái skill ấy thôi các bạn. Máu nó máu cao thì cứ dùng cái skill ui lên hơn triệu máu kìa. Ăn nộ đi này, kể cả khác ui khác thật thế đấy, nó nhảy lên không máu còn đánh đấm gì. Ui rồi, máu bây giờ máu nó thấp rồi anh ạ. Máu thấp rồi thì dùng cái skill chém máu, chém gió. Đây cái skill chém này đấy, máu kẻ địch thấp xuống thì mình cứ giã thôi đấy. Chiu tăng 250% sát thương mà. Nhưng mà mình thấy cái skill tăng 250% sát thương đấy nó bị lỗi đam, là đam nó sẽ sai, đam yếu, nó không như kiểu là tăng thật 250%. Nếu mà tăng 250%, mình thử nhá, mình sẽ thử khi nó còn nhiều máu và ít máu để nó khác biệt đam như thế nào. Thế sao cảm giác nó yếu ấy. Skill còn cái skill HP kẻ địch càng cao đấm càng đau ấy, cái skill đấy thì đam phê thật rồi, một trong những skill ăn hit cái đấy mình không nói rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thử nhá, thứ mặt mình sẽ phá hết cái hồn hộ vệ của mấy con này ra. Hệ thép vô hiệu mà họ có độc này không ngán lắm, thép là vô hiệu độc. Ok, mình sẽ phá hết ba hồn rồi, mình sẽ test đánh con gì đây? Đây này có con Sungareo. Ô nhầm, con Sungareo bị thép và vô hiệu, nhưng mà Nekoma và em Tabule thì không phải bị thép nên không bị vô hiệu. Ok, bây giờ mình trước mắt là giết con này trước đã. Rồi, sau thì mình sẽ test này. Anh em vị trí lựa sát thương nhá. Rồi, mình đây này. Khi máu lấy con này đi. Máu nó còn cao nhá, mình dùng skill này sẽ bao nhiêu sát thương? 140 ít nhỉ. Nói chung là đây, máu bây giờ mình sẽ đánh máu nó kia thấp xuống rồi mình xài. Ừ, chết là được. Máu vẫn chưa thấp dưới 50% anh em ạ. Bút phòng ngự lên á, mình có dịch xóa này. Đánh máu nó thấp xuống. Úi dồi, sao nó hồi máu vậy? Này thì hồi này. Lầy nhầy này, này thì lầy nhầy này. Ui, Sungareo nhiều khi nó lộ phê nhé. Đây cái skill này nè, chém là ui vô hiệu. Bởi vì tại sao là vô hiệu?
hệ rồng ác, hệ em kia ném chuyện siêu siêu đánh ác và vô hiệu mà đó. Ui xuống leo gọi được không? Phê không? Trận này xuống leo đây, bây giờ để dùng cái skill này. Ui rồi nhầm, quên mất là skill này vô hiệu. Đừng má, ngồi phân tích như đúng rồi xong cuối cùng là vẫn tay nhanh hơn não. Não thì đang bảo là cái skill hệ siêu đánh ác vô hiệu, xong mình cứ tay bấm skill hệ siêu mê. Đấy là anh em không, hiện tượng đấy là tay, người ta gọi là tay nhanh hơn não, nó là vậy đấy. Rồi nói chung là bạn nào mà không sở hữu được con bét này cũng là khá là đáng buồn, khá đáng buồn nhé. Bởi vì con bét này bảo nó bá đạo không bá, nhưng mà bảo nó là sợ sát thương mạnh ổn là ok đấy. Rồi đây xem nào, chích con ui bây giờ chắc chém được này. Đấy, siêu này, chém con này trăm sao mà máu ít nhỉ, mình thấy đam kia á hơn 100.000 máu nhá. Bây giờ máu nó dưới 50% rồi này, máu nó dưới 50% rồi thì giờ này đánh chắc là được thêm sát thương này. Ui ui sợi ui, mấy tên liền vậy, ghê vậy. Đủ máu lại, máu nó lại trâu rồi, lại phải đánh nó xuống rồi anh em ơi. Úi xời né, tách cả né, sổ xuống cái Leon sợ nó bạo phát chết mất. Mình sẽ cho con này máu nó thấp xuống tí. Ui rồi chết rồi, nó trâu rồi, bây giờ không giết được rồi, không giết được rồi, lây rồi, lây rồi, lây rồi. Này thì trâu bò này, lấy dích ra xóa cái giáp đi cái thì đấm cho hai cái này hẹo liền. Này rồi, máu bây giờ thấp rồi này, bây giờ mình giết. Úi xời ơi, thổi thốn nhỉ, double le nó thổi yêu phê thế. Rồi máu nó thấp rồi anh em ạ, giờ thì sẽ giã thôi. Ui xôn kìa, phê thật. Ai bây giờ máu thấp thì sẽ ném bao nhiêu máu? Ui hơn 800.000 máu đây, nó thực sự khắc bọc liền chứ. Còn riêng em Luala thì ăn skill ác x4 thì còn lại gì đâu, không nhìn thấy máu lên luôn, không nhìn thấy máu lên luôn. Rồi bây giờ địa hình tiếp theo nào, bây giờ mình sẽ này mình sẽ đéo tu nhá. À lại tên điện à, quất lâm luôn. Em sẽ đéo tu nhá. Đấy tabu lele trong team này chỉ gọi là búp cái tăng 100 trang bị được skill và 50% phòng ngự thôi, còn đâu là cứ để Nekoma và Songael lo cho. Anh em nhìn này con ui một phát thổi trắng cây hộ của Abiotu mạnh đấy, không phải yếu đâu. 500.000 ấy mà 500.000 gần 500.000 crit này, tầm này á thì Nekoma nó có skill đấm 100% máu, đấm một phát thôi, một phát đi luôn đủ. Nó lại có khiêng hộ vệ mẹ này, ui xong đấm có những pha ảo nhỉ, nhiều lúc đam thì phê thật to thật và nhiều lúc đam bé tí thì ti không hiểu. Ui tính ra em Sun Galeo còn nổi bật hơn nhỉ, nổi bật hơn cả Nekoma ở video này luôn ấy. Em Sun Galeo nhìn nó kìa, một khi nó không đánh được thì thôi, còn một khi nó mà đã đánh ấy, nhìn cái nó bạo phát kìa. Úi trời ơi, một phát một thôi, nói chung là kiểu ăn hit một phát một. Thì các bạn có thể build tem siêu như thế này nhá, không thì các bạn có thể cho Delsit vào được. Nhưng Delsit thì hiện nay khá là ít người chơi rồi. Rồi rồi rồi, thì mình con Sugaleo nó nộ này, nộ cho một phát một thôi. Ấy à, ghê. Em double mình hẹo rồi. Ui kìa, để xem còn Nekoma cũng như là Songaleo có clear team không. Rồi xong, Nekoma đi rồi. Còn lại gì khi đã xa nhau rồi. Ui tem kia của thím kia dồn đam kinh phết anh em ạ. À thử lại
tem này là tem hai đam các bạn nhé. Tem này mà gặp khống chế là đi nhé các bạn nhé. Tem này các bạn gặp khống chế cái coi như là automatic đi luôn. Đấy, để auto luôn nào. Vừa này auto nó hơi có lỗi lầm. Không biết lần này nó sẽ đỡ được không? Đấy. Ôi nhìn nó cao kìa. Bồ cao hai hóc cơ kìa. Nó nhiều pha nó cao nó yếu sinh lý quá. Ôi ngon. Trận này chắc là thua đâu. À mình bị nhận bị giảm clip rồi kìa. Ăn hiệu mình ăn hiệu kinh đi rồi. Tỷ số giảm quá. Click lại xóa mới đau. Ôi gần chết mày con, cố lên cố lên cho con nó khỏe. Rồi miễn giảm sát thương 30%. Đấy mà không có đấy nó dồn kia nó chắc chết mất. Rồi lại bút bên rồi. Lại có lực rồi. Quả này thì nó đấm này. Ui dù ôi triệu, 1 triệu 4 kìa. Tiếp tục phát thứ hai này. Giờ thì nói thật là nó đấm mỗi con một phát thôi. Không nói nhiều. Ui xong rồi em. Ui 5 triệu 9. Thì cái team này các bạn gặp Jin Ghét thì hơi bất lợi chút. Gặp Jin Ghét thì nó xóa một phát là gần như là cái bút hoàn cảnh môi trường của bạn. Bạn mất một cái bút hoàn cảnh môi trường luôn đấy. Rồi. Ok, còn đó chính nói chung là đây chính là cái team theo thiên hướng là 2+ nhá. 2+ một hưởng. Đấy, đó chính là em bao gồm Tawile, Nekoma và Sungale. Còn anh em đánh giá về em Nekoma như này như thế nào? Kép với team siêu đi với Sungale hay là Delsit hay là vịt bầu hay là Usit thì cái team nào mới là hiệu quả hơn? Thì các bạn có thể comment phía dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Arreso.